Rồi nhà vườn thông mì mình ghé tham khảo giao lưu một phơi cảnh thị nhà mình nha. Form thiên nhiên một cốn lục lực nhà mình nha. Cây xanh tươi tốt luôn. Cái này có mã số là 651. Có số đo tổng hoành gốc này nhà mình nha là 74. Chiều cao là 40. Cây đang nằm bầu đất rinh là 45 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 900k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Cây form thiên nhiên lùng lực, rất là lực cây nha mình nha. Đây, cây lọc non đâm này. Xanh tươi tốt luôn. Cây mặt khô lũa nha mình nha, khô lũa. Cây khô lũa nha. Củ thép luôn. Một cốt lùng lực nha mình. Xanh tươi tốt luôn. Rồi mã số 651, 900k bao ship. Cẩm thị form thiên nhiên. Cây rất là già nhà mình nha. Lùng lực. Lực cây nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.